Rồi ok, chào các bạn nha. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ rất là tuyệt vời. Và với cái công cụ này nó sẽ giúp cho các bạn tính toán được cái sơ đồ chụp của hộp chấm tóc của mình rất là nhanh ha. Thì mình thấy các bạn á, đa phần là các bạn bị sai ở cái chỗ khoảng cách chụp này. Tức là các bạn xác định cái chiều dài chụp á, nó không có hợp lý. Do đó mà khi mà các bạn bắt tay các bạn vẽ đó, nó bị sai rất là nhiều. Đặc biệt là cái chỗ này khi mà nó sai rồi á, là các bạn quay trở lại các bạn tính toán từ đầu á, thì nó rất là mất thời gian. Do đó mà ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ, và sau khi mà các bạn xem xong cái video này thì các bạn có thể là tải cái công cụ này về để trong quá trình tính toán á, các bạn kiểm tra luôn. Khi mà các bạn tính toán đến phần chụp á, tức là sau khi mà chúng ta tính toán cái bộ chỉ bánh răng xong rồi thì chúng ta đi qua chúng ta tính toán chụp, thì ở cái phần tính toán chụp á, chúng ta sẽ có đường kính sơ bộ của chụp. Thì từ cái đường kính sơ bộ của chụp, chúng ta sẽ chọn được cái bề rộng sơ bộ của ổ lăng. Cái phần này thì nó khá là dễ rồi, các bạn chỉ cần làm theo những cái công thức ở trong sách thì các bạn đã tính toán được. Và sau khi mà các bạn đã chọn được đường kính sơ bộ cũng như là bề rộng của ổ lăng sơ bộ rồi, đến cái bước rất rất là quan trọng và mình thấy các bạn là bị bối rối cái chỗ này, đó là chúng ta tính những cái đoạn L này nè. Tức là chúng ta tính cái chiều dài chụp như thế nào. Đó, thì cái lúc này nó quyết định đến là sau này chúng ta vẽ nó có ok hay không. Do đó, ngay thời điểm hiện tại khi mà chúng ta mới bắt đầu tính toán cái phần này á, thì chúng ta có một cái công cụ để chúng ta check. Sau khi mà chúng ta tính toán xong, chúng ta check thử là nó đã ok chưa. Và nếu như nó ok rồi á, thì chúng ta hãy tiếp tục tính tiếp. Còn nếu như nó không ok, các bạn sẽ tính toán lại. Thì cái quyển sách mà mình đang chia sẻ cho các bạn ở đây, nó có tên là Phác thảo kết cấu hộp giảm tốc. Các bạn có thể lên Google bạn search phác thảo hợp kết cấu hộp giảm tốc của Thầy Lộc thì nó sẽ ra. Rồi các bạn tải quyển sách này về. Và cái quyển sách thứ hai á, cái hộp giảm tốc mình đang chia sẻ cho các bạn là hộp giảm tốc hai cấp khai triển. Thì cái quyển sách thứ hai đó là cái quyển sách là tính toán hệ dẫn động cơ khí tập 1. Thì tập 1 nó cũng có sơ đồ luôn, nhưng mà mình tìm cái phần sơ đồ của hộp giảm tốc hai cấp khai triển á thì nó không có. Do đó mà mình mới qua cái quyển sách là phác thảo. Còn những bạn nào mà ví dụ như là đồng trục nè, phân đôi nè, thì ở bên quyển sách này có, con trụ thì quyển sách này có, nhưng mà khai triển nữa là không có. Thì chúng ta sẽ xem ở bên cái quyển sách là phác thảo kết cấu hộp giảm tốc, sau đó chúng ta xem lại những cái số ký hiệu bên đây nè, chúng ta sẽ làm theo ha. Ok chưa? Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình cần tính những cái chiều dài trục của cái hộp giảm tốc hai cấp khai triển này. Thì đối với cái hộp giảm tốc hai cấp khai triển này, chúng ta có những thông số nào? Đầu tiên á, là chúng ta sẽ có được bề rộng của hai bánh răng ha, chúng ta sẽ có được bề rộng của hai bánh răng. Thì khi mà các bạn tính toán chiều dài trục thì chúng ta tính toán là Mayer. Nếu như các bạn đọc ở quyển sách là thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1 á, thì các bạn thấy là LM nè nó chính là Mayer. Vậy thì cái Mayer này tính như thế nào ha, cái Mayer này tính như thế nào đây? Thì các bạn có thể mở lên cho mình cái quyển sách là tính toán hệ dẫn động cơ khí tập 2 ha. Các bạn mở đến cái trang là 13 á, ở đây có phần là kết cấu bánh răng nè, các bạn xem ha. Ở đây chúng ta có chiều dài Mayer ha, chiều dài Mayer từ 0.8 cho đến 1.8D. D này chính là đường kính lắp trục ha, D này chính là đường kính lắp trục. Trong trường hợp các bạn tính ra chiều dài Mayer mà nó nhỏ hơn bề rộng bánh răng nha, trong trường hợp các bạn tính ra chiều dài Mayer mà nó nhỏ hơn bề rộng của bánh răng là B á, thì các bạn sẽ áp dụng công thức dưới đây luôn, là các bạn lấy L bằng B luôn ha. Ví dụ như là cái bánh răng này các bạn lắp bên trục nhỏ quá, cái đường kính trục của mình nhỏ quá, dẫn đến là các bạn tính ra Mayer nó nhỏ. Ví dụ cái lỗ này mình có 20 chẳng hạn, thì các bạn lấy 1/5 các bạn nhân cho 20 đi, thì nó đâu đó đã ra được có 30 à, đúng không? Nó ra được có 30 à. Nhưng mà trong khi bề rộng bánh răng này các bạn tính ra tới 60 lần, thì Mayer này ra 30 mà bề rộng bánh răng là đến 60 lần, là nó không có hợp lý. Và nếu như mà các bạn tính ra như vậy á, thì các bạn chọn luôn cho mình là gì? Các bạn chọn luôn luôn cho mình là L bằng B ha, tức là bề rộng này bằng 60 thì L này nó bằng 60 luôn, nó từ bằng hoặc là lớn hơn nha, các bạn đừng tính nó nhỏ hơn ha, các bạn tính nhỏ hơn là sai. Và sau khi mà các bạn đã có được cái chiều dài Mayer rồi thì chúng ta mới gáp vào công thức ở đây ha. Chúng ta có ở đây nè, B nè, mình gọi là B nè. Đây là B của cấp nhanh nè, đây là B của cấp chậm nè. Thì cái khoảng cách giữa bánh răng cấp nhanh và bánh răng cấp chậm này, cái khoảng cách này á, các bạn đọc trong sách thì nó sẽ có là khoảng cách giữa các chi tiết quay là K1 thường là bằng 10 ly. Hay cái khoảng cách thường là bằng 10 ly.
Rồi chúng ta có cái khoảng cách từ bánh răng đến thành trăm cơ hộp. Thì nếu như các bạn thấy cái quyển sách này á, nó hơi gối á, thì các bạn sẽ mở cái quyển sách là thiết kế hệ vận động cơ khí tầng 1 lên. Ở đây các bạn thấy nè, từ chiều dài mi ở bánh răng nè, đến thành trăm cơ hộp là K1 nè, đúng không? K1 này mình cũng tra bảng mình lấy thường bằng 10 luôn. Rồi khoảng cách từ thành trong cơ hộp đến mép trong cổ lăng nè là K2 nè. Đó, B rộng cổ lăng thì chúng ta tính sơ bộ lúc nãy rồi, thì chúng ta có được kích thước sơ bộ của bề rộng cổ lăng. À, kích thước nó hình như là bằng B á. Đây, bề rộng cổ lăng là B0. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có hết rồi. Thì ở đây mình có một cái công cụ, đó là công cụ parametric. Và mình đã lập trình sẵn rồi. Việc của các bạn á là gì? Việc của các bạn chỉ cần điền những thông số của mình vào thôi, thì nó sẽ tự động nhảy ra cho bạn cái khoảng cách trục từng cái kích thước một luôn. Sau khi mà các bạn đã có được kích thước này rồi á, thì đảm bảo 100% là nó đúng. Và sau này các bạn vẽ lên bản vẽ của mình cũng rất là dễ dàng, tại vì nó có khoảng cách trục, nó có sơ đồ trục hết rồi. Sau này chúng ta chỉ cần lắp ổ lăn rồi vẽ bánh răng hoàn thiện, cũng như là thiết kế trục vào là xong. Chúng ta không còn lăn tăng cái vụ là chiều dài trục của mình, cái sơ đồ trục của mình nó có đúng hay không nữa nha. Vậy thì chúng ta sử dụng nó như thế nào? Ở đây các bạn chọn nhờ cái phần là tính toán trục ha. Ở cái phần tính toán trục này chúng ta có những cái thông số nào đây? Đầu tiên là B này chính là gì? B này chính là cái bề rộng cổ lăng. Ở đây mình để B0 cho nó giống nè, B nhỏ 0 đi cho nó giống. Đó, B0 đây, bề rộng cổ lăng. Ví dụ các bạn tính ra sơ bộ bề rộng cổ lăng á là bằng 35 chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn nhập 35 vào. Ok chưa? Rồi, A1 là gì? Tức là cái khoảng cách trục. À, khoảng cách trục này thì khi mà các bạn tính toán bánh răng á, nó đã có sẵn rồi. À, ví dụ các bạn tính ra 300 chẳng hạn. Đó, khoảng cách trục. Rồi, khoảng cách trục. Đây, A2 này, ví dụ tính ra 250 chẳng hạn. Đó. Các bạn tính ra bao nhiêu thì các bạn cứ nhập vào thôi. Được chưa? Rồi, cái D này thì nó không có nha, tạm thời mình sẽ remove đi. Rồi K1 này, như lúc nãy mình nói nè, K1 là từ cái thành của bánh răng đến thành trong của hộp. Ở đây mình cho bằng 10 nè, hay mình chọn bằng 10 đúng nè. Các bạn chọn 15 thì các bạn nhập 15, còn nếu như các bạn chọn bằng 10 thì các bạn để bằng 10. K2 là từ thành trong của hộp nè đến mép cổ lăng nè. Cái này là thường là bằng 8 hoặc là bằng 10 gì đó, ví dụ bằng 8 đi, mình nhập bằng 8 nè. Đó, thì cái phần này các bạn chọn bao nhiêu á thì các bạn nhập vào đây. Rồi còn LM1 nè, LM1 chính là cái chiều dài Mayer của bánh răng cấp nhanh. Nhớ nha, chiều dài Mayer của bánh răng cấp nhanh. Và nên là chúng ta lấy bằng cái bề rộng của bánh răng nhỏ nha các bạn. Các bạn nên lấy chiều dài Mayer bằng bề rộng của bánh răng nhỏ. Ví dụ bề rộng của bánh răng nhỏ các bạn tính ra là 70 chẳng hạn, thì các bạn nhập 70. Chưa, chiều dài Mayer nên lấy bằng bề rộng của bánh răng nhỏ. Rồi, LM2 chính là cái chiều dài Mayer của bánh răng cấp chậm ha. Rồi các bạn cũng lấy theo cho mình là giống như là cái bề rộng của bánh răng nhỏ luôn. Các bạn tính là 80 chẳng hạn thì lấy 80. Ok chưa? Đó. Rồi cái kích thước ở giữa này nè, khi mà mình show lên nè, các bạn vào parametric ha, các bạn show kích thước lên thì các bạn sẽ thấy kích thước ở giữa. Đây, cái kích thước ở giữa này hiện tại mình cho nó là bằng K1 và nó là D1. Được chưa? Nó là D1. Trong trường hợp các bạn tra trong sách ha, trong trường hợp mà các bạn tra trong sách, các bạn muốn chọn hàng này lớn hơn thì các bạn bấm vào tất cả nè, các bạn chọn thằng là D1 nè. Đây, đó là chính là kích thước này. Các bạn ở đây mình cho bằng K1 là K1 của mình bằng 10 đó, thì nó sẽ bằng 10. Còn trong trường hợp mà các bạn tra nó lớn hơn, ví dụ nó là 20 chẳng hạn, thì các bạn cứ nhập 20 vào ha. Này, cứ nhập 20 vào thì nó sẽ tự động giãn cách ra cho mình. Và khi mà các bạn đã nhập đầy đủ hết rồi thì bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ các bạn kéo cái đường kích thước này. Ở đây các bạn kéo cái đường kích thước này, các bạn kéo về tâm của ổ lăng nè. Đó. Thì nó sẽ cho các bạn những cái thông số này. Đây. Nó sẽ cho các bạn những cái thông số này. Đây, từ tâm của ổ lăng đến bánh răng trục 1 nè. Đó, rồi từ tâm ổ lăng đến bánh răng trục 2 nè. Rồi khoảng cách giữa tâm của hai cái ổ lăng này bằng bao nhiêu nè. À, nó sẽ cho các bạn luôn. Đó, rồi bây giờ từ cái phần trục này, các bạn muốn xác định cái kích thước nào đó thì các bạn xem lại cái quyển sách của mình, xem là ở đây nó ghi kích thước như thế nào. À, xem là ở đây nó ghi kích thước, nó cho kích thước như thế nào.
thì các bạn sẽ áp dụng vào đây để các bạn đo, và sau đó các bạn sẽ có được cái kích thước cho mình. À, khi đó các bạn tính toán chụp và sau này các bạn vẽ thì không bao giờ sợ sai nữa, tại vì chúng ta tính dựa vào cái bảng này và sau này chúng ta vẽ chúng ta cũng dựa vào cái bảng này luôn, nó có sẵn rồi, chúng ta cứ bát vào ha. Thì đây là một trong những cái công cụ mà mình sẽ tặng cho các bạn hoàn toàn miễn phí, và mình sẽ để cái đường link tải cái công cụ này để cho các bạn tải về và bạn kiểm tra ha. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng có tạo ra một cái nhóm ở trên Facebook, đó là nhóm hướng dẫn vẽ hộp giảm tốc. Thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm này để mà chúng ta cùng nhau thảo luận. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào về hộp giảm tốc, về đồ án chi tiết máy thì các bạn có thể post lên đây để ở trong cộng đồng những bạn biết đó, có thể hỗ trợ cho các bạn. À, các bạn có tài liệu thì cũng hỗ trợ cho các bạn đây luôn. À, thì đây là cộng đồng miễn phí, thì mình cũng để cái đường link ở dưới cái video này. Các bạn có thể click vào cái đường link như đó để mà các bạn tham gia vào cái nhóm này nha. À, còn cái tool công cụ này á, thì mình cũng post ở trong group này luôn. Thì các bạn tham gia vào group này thì các bạn sẽ thấy cái đường link và các bạn tải về. Ok, rồi đây là một cái món quà rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay là một ngày cũng rất là tuyệt vời. Ha, mình tặng cho các bạn một món quà rất là tuyệt vời. Và những bạn nào đang làm hộp giảm tốc hai cấp khai triển và các bạn mới tính toán thôi á, thì các bạn có thể lấy cái công cụ này về. Và những cái loại hộp giảm tốc khác thì sắp tới mình cũng sẽ cho ra những cái công cụ như thế này để cho các bạn check cho nó dễ. Chứ mình thấy là các bạn tính sai quá, tính cái khoảng cách này sai quá, dẫn đến việc là các bạn vẽ nó sai, mất nhiều thời gian ha. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái video này ở đây. Nếu như bạn cảm thấy cái video này hay và hữu ích với bạn thì các bạn có thể cho mình một like ở dưới video này nhé. Hoặc là các bạn có chỗ nào đó thắc mắc hoặc là chưa hiểu, các bạn có thể comment xuống dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Rồi hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo nha.